Tập 16. Chị Hồng Mai, Khánh Vân, Vân Bình. Thật sự xin lỗi, tôi định là sẽ đi đón cô, nhưng bận quá không đi được. Sao lại khách sáo thế, tôi cũng đâu phải người ngoài. Hồng Mai, thật sự làm khó cô rồi. Đại đội trưởng, tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi đã đến đây rồi, tôi sẽ cùng Hồng Mai chăm sóc những đồng chí bị bệnh. Tôi không có ý kiến. Vậy cô phối hợp cùng bác sĩ Liễu đi. Đại đội trưởng, Đại đội trưởng Châu ơi, sắp xếp xong rồi chứ? Tôi đã sắp xếp xong chỗ ở rồi. Tôi đến đón cô Vân đi đây. Trưởng Ban Lê, chúng ta đi thôi. Được rồi, Đại đội trưởng, tôi đi theo đồng chí Ngô Phát đây. Được rồi, Hồng Mai, lát nữa tôi sẽ đến. Cô đi thong thả, tôi đi đây. Vân Bình, anh đã về lâu rồi, em cũng chưa có thời gian để nói chuyện với anh. Gần đây nhiều chuyện lắm. Cứ để một thời gian nữa đi, em làm việc đi. Anh không muốn nghe em giải thích sao? Một số chuyện nếu có thể giải thích cũng sẽ không đến nỗi như hôm nay. Anh còn việc bận. Thế nào, trưởng Ban Lê, có hài lòng không? Tôi ưng lắm. Cảm ơn anh, Ngô Phát. Trưởng Ban Lê, cô khách sáo quá. Sau này, có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt. Như vậy là tốt lắm rồi, thật đó. Vậy thì tốt. Trưởng Ban Lê, hành lý của cô đâu? Cô thu xếp đồ đạc đi. Đến giờ ăn, tôi sẽ đến gọi cô. Chỗ tôi cũng không có gì để dọn dẹp. Chúng ta cùng đi đi. Được, vậy chúng ta đi thôi. Đi. Anh cười gì thế? Tôi đang cười chính mình. Tôi nói ra cô đừng giận nhé. Lúc trước, tôi từng nghĩ là cô có vấn đề, nên lần trước mới thái độ với cô. Bây giờ nghĩ lại, tôi thực sự hối hận vì đã đối xử với cô như vậy. Nghĩ đến bây giờ, chúng ta làm việc cùng nhau lao động, sản xuất. Thật sự rất vui. Thực ra, điều quan trọng nhất là tôi còn có cơ hội thay đổi hình ảnh mình trong mắt cô. Cô nghĩ xem, tôi có thể không vui sao? Thực ra, tôi cũng rất vui. Cái gì? Ý tôi là, tôi cũng rất vui khi được làm việc với anh. Cảm ơn. Chào Trung đội trưởng Ngô Phát, chào trưởng Ban Lê. Xin chào. Các cậu đi đâu vậy? Buổi chiều khai hoang nên chúng tôi mang công cụ ra đó trước. Sắp ăn cơm rồi, nhanh lên, tranh thủ đi. Rõ, đi thôi. Bây giờ tập trung sản xuất rồi phải không? Đúng. Bây giờ một nửa số chiến sĩ của chúng ta đã hồi phục sức khỏe rồi. Tôi tin rằng dịch sốt rét sẽ qua nhanh thôi. Chỉ đạo viên đã quyết định để chúng tôi tự lực cánh sinh, còn để toàn đại đội bắt đầu lao động sản xuất. Cô xem, các chiến sĩ hăng hái lắm. Trưởng Ban Lê, như vậy đi. Buổi chiều tôi đưa cô đi xem cánh đồng mới cày của chúng tôi, được không? Được. Trưởng Ban Lê, Ngô Phát, chúng ta đều là chiến hữu, sắp hợp tác làm việc. Anh có thể đổi cách xưng hô không? Sau này tôi sẽ gọi anh là Ngô Phát, còn anh cứ gọi tôi là Khánh Vân đi. Được rồi, đồng chí Khánh Vân. Đồng chí Khánh Vân cái gì chứ? Gọi là Khánh Vân không được sao? Được. Vậy, Khánh Vân, chúng ta đi ăn thôi. Được. Đi thôi. Nghiêm, bên phải, quay. Nhìn phải thẳng. Chạy đều chạy. Nhìn trước thẳng. Đi đều bước. Nhanh lên, tiến lên.
Mấy bộ quần áo này khế giặt là da màu. Cô xem, dính hết lên tay tôi này. Tôi xem nào. Giặt chưa sạch này. Giặt sạch rồi mà. Thật tình. Người ta tắm đấy, có thấy ngại không? Họ vẫn còn mặc đồ mà. Đại đội trưởng Khánh Vân, sao cô lại đến đây? Tôi đến giúp anh. Ai cho cô đến đây? Tôi đã bảo cô là không được đến mà. Ngô Phát bên phía các cậu thế nào? Đại đội trưởng, yên tâm đi, bên tôi sẵn sàng rồi. Ngô Phát, Ngô Phát. Đại đội lưỡi đao. Ngọc Hà, Ngọc Hà, nghỉ tay chút đi. Dù sao thì chúng ta cũng tụt lại phía sau. Muốn nghỉ thì chị nghỉ đi, tôi không muốn mất mặt. Không phải vì muốn tốt cho cô sao? Sao cô lại nói thế? Đây đâu phải làm lính. Làm đầy tớ thì đúng hơn. Đồng chí Hồng Lựu, cô sao vậy? Chị la lối gì thế? Tôi bị mụn nước rồi. Chị đừng la lối nữa, chị không thấy xấu hổ sao? Đau quá. Đừng la nữa. Ở đoàn kịch, từ nhỏ sư phụ đã dặn, bàn tay và khuôn mặt là mặt tiền. Bây giờ thì hay rồi, thành thế này rồi. Tôi làm sao mà gặp người khác đây? Ai cũng bị mụn nước cả. Chị xem này. Cô cũng có sao? Hay là chúng ta nói với trung đội trưởng Ngô đi. Làm việc khác đi. Đừng cuốc đất nữa. Muốn đào ngũ thì chị tự đi đi, tôi không đi. Tôi nói muốn đào ngũ khi nào chứ? Tôi chỉ nói làm một công việc khác thôi mà. Cái quái gì thế này? Cậu đấy. Anh không làm việc. Anh cười tôi cái gì? Xem tay chân cậu vụng về chưa kia. Được rồi, đừng làm nữa, nghỉ ngơi đi. Tôi thật không hiểu. Không phải chỉ là chuyện bé tí thôi sao? Sao tôi lại cảm thấy khó làm đến như vậy? Có gì mà không hiểu? Chúng ta chỉ biết đánh trận, cũng chưa từng nghiêm túc làm nông. Có thể so được với nông dân người ta sao? Không được, như vậy mất mặt lắm. Tôi phải làm. Tôi đã nói với cậu rồi, cậu ngốc như thế, làm cũng vô dụng. Vậy làm gì đây? Muốn lấy lại thể diện không? Tất nhiên là có. Anh có cách sao? Đi thôi. Không cuốc đất nữa sao? Đừng lải nhải nữa. Mau đi thôi, nhanh lên. Đi. Đại đội trưởng, anh không làm việc mà đưa tôi đến đây làm gì? Sao thế? Không sao, đưa tôi xem. Đừng giống đàn bà thế, chỉ là vài nốt mụn nước thôi mà. Đại đội trưởng, anh đừng lấy, tôi không sao, bớt nói đi, tôi thật sự không sao, anh đừng. Anh nhẹ thôi. Tôi biết cậu bị áp lực. Công việc đồng áng của trung đội hai các cậu cũng không ít đâu.
nhưng trung đội của cậu vừa có nữ quân nhân, vừa có bệnh binh, bị tuột lại phía sau cũng là bình thường. Nhưng cậu không được làm liều. Cậu làm liều như vậy sẽ hại sức khỏe lắm, biết chưa? Đại đội trưởng Ngô Phát, tôi là người thế nào anh là người rõ nhất. Nếu so về việc đánh trận, ai có thể liều mạng hơn tôi? Nhưng chúng ta lao động sản xuất, tôi thật sự không muốn ở phía sau người khác. Sao cậu ngốc thế? Tôi nói cho cậu biết, việc làm đồng áng cũng giống như đánh trận, cậu biết không? Không thể làm bừa, phải suy nghĩ, phải tìm thủ thuật. Nếu chúng ta không hiểu, chúng ta phải học hỏi người ta. Học theo ai? Tôi đã tìm cho chúng ta một người thầy. Báo cáo, vào đi. Đến rồi sao? Đại đội trưởng, anh tìm tôi. Đây là người thầy mà tôi tìm tới. Chúng ta học theo cậu ấy. Đại đội trưởng, thực ra, công việc này không phải dùng sức sao cũng được. Để quốc đất, chỉ dùng sức của tay thì không đủ, mà còn phải dùng chân, dùng hông. Đại đội trưởng, xem này, thật không hổ danh là binh sĩ gương mẫu của chúng ta, làm việc thật hăng hái. Vậy cậu cũng không xem là ai mời tới, lo học đi. Cậu nói tiếp đi. Nói gì vậy đại đội trưởng? Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi. Nghiêm, sao cậu không biết tiết chế thế? Tôi vừa khen cậu hai câu, cậu còn ra vẻ tự hào nữa chứ. Tôi nói cho cậu biết, cậu là binh sĩ gương mẫu của đại đội chúng ta, nhưng cậu phải dạy cho tất cả binh sĩ những kỹ năng của cậu, để mỗi người đều là binh sĩ gương mẫu. Cậu nghe rõ chưa? Rõ. Nói đi. Đại đội trưởng, thật ra việc quốc đất này thật sự không có gì. Tôi đã nói hết những gì cần nói. Bây giờ chỉ để các anh tự thực hành thôi. Thực hành đi. Được, tôi sẽ làm trước. Người anh em, tôi có chỗ nào không đúng, anh phải nói với tôi, không thành vấn đề. Làm thế nào vậy? Anh làm mẫu đi. Anh thuận chân nào thì chân đó lên trước. Sao cậu ngược với người ta rồi? Tôi đã quen rồi, đợi chút đi, để tôi xem. Chân trước của anh khuỵu thêm một chút nữa. Khuỵu chân trước, chân sau trụ vững. Cũng được đó, đại đội trưởng. Đúng, chính là như thế, rất ít tốn sức. Anh xem này, đại đội trưởng, rất tiết kiệm sức lực. Anh làm thử xem. Chân trước khuỵu phải không? Đúng rồi. Có phải vậy không? Như vậy tiết kiệm sức lực hơn nhiều rồi. Mẹo nhỏ này cũng hữu ích thật đấy, đúng không? Đừng đứng đó nữa, cùng nhau làm đi, đến ngay đây. Người phụ trách, Ngô Phát. Thành tích khai hoang của đại đội lưỡi đao: Châu Văn Bình 5 mẫu, Ngô Phát 4 mẫu, Hồng Lựu 3 mẫu, Ngọc Hà 3 mẫu. Tốc độ của đại đội trưởng và trung đội trưởng đã bắt kịp mọi người rồi. Chỉ có hai chúng ta. Làm thế nào cũng đứng nhất từ dưới lên. Không phải chỉ đạo viên nói giảm số lượng sao? Sao chỉ mới giảm một mẫu? Cứ như thế, hai chúng ta có liều mạng cũng không đuổi kịp. Ngọc Hà, hay là cô nói với chỉ đạo viên và đại đội trưởng một tiếng đi, để họ giảm thêm một chút.
cô còn nhỏ. Họ nhất định sẽ nghe cô. Tôi không muốn mất mặt. Muốn đi. Chị đi một mình đi. Mệt quá đi mất. Tiến độ khai hoang. Trên này viết rõ ràng tiến độ khai hoang của từng đơn vị. Trung đội của Ngô Phát xếp cuối cùng. Ngô Phát, cậu có muốn xem không? Có gì để xem? Xem chỉ thấy xấu hổ. Nhưng chúng tôi có lý do khách quan. Không phải chỉ có hai nữ quân nhân sao? Hai nữ quân nhân mà ít sao? Hai người họ cộng lại còn không bằng một chiến sĩ. Anh bảo tôi làm sao? Tôi nghĩ đại đội chúng ta nên giảm chỉ tiêu khai hoang cho họ. Chỉ đạo viên, anh xem như vậy có được không? Chỉ tiêu mà chúng ta giao cho họ, mỗi người giảm xuống một nửa đi. Không được. Đại đội đã xem xét tình hình thực tế của họ. Vì vậy, ngay từ đầu, nhiệm vụ khai hoang cho các nữ quân nhân đã không theo chỉ tiêu bình thường. Bây giờ, lại giảm một nửa. Như vậy, không phải chỉ còn lại hai mẫu đất sao? Hai mẫu đất mà ít sao? Chỉ đạo viên, ngày mai anh cứ ra đồng mà xem đi. Xem tình hình thực tế thế nào. Nếu tôi nói, hai mẫu đất họ cũng khó hoàn thành được. Đừng kêu khổ trước mặt tôi. Không có ai tự nhiên biết khai hoang. Tôi thấy, có lẽ là do cậu không đủ nghiêm khắc đối với họ. Một người hai mẫu đất. Lại thêm những lời cậu nói. Nếu như vậy, chỉ tiêu của hai người họ cũng không bằng chỉ tiêu của một nam quân nhân nữa. Chỉ đạo viên, thực ra chuyện này, anh Châu, anh đừng quan tâm chuyện này nữa. Ngô Phát, tôi nói cho cậu biết, chỉ tiêu của những nữ quân nhân không được thấp hơn một người ba mẫu đất. Hơn nữa, hạng ngạch của trung đội của cậu cũng không được giảm. Nếu giảm cho cậu, thì tôi giải thích thế nào với các trung đội khác? Còn ý kiến gì nữa không? Không còn ý kiến thì tan họp. Cười gì mà cười, đi làm việc đi. Rõ. Thật tội nghiệp thân tôi. Tiếc thay, tuổi 20 phơi phới. Đồng chí Hồng Lựu, trung đội trưởng Ngô, sao cậu lại đến đây? Tôi đi ngang qua nên lại đây thăm chị luôn. Bộ dạng của tôi thế này, có gì để thăm chứ? Nghe nói chị bị mụn nước trên tay phải không? Không phải chỉ mỗi tay đâu. Cậu nhìn mặt tôi xem. Sau này, có hôm nào cần lên sân khấu diễn kịch, tôi cũng không cần phải trang điểm, cứ để gương mặt đen đúa này lên hát thôi. Trung đội trưởng Ngô, đối với phụ nữ, tay và mặt chính là mặt tiền. Không được làm tổn hại đến nó. Đại đội đã họp bàn quyết định rồi. Chỉ tiêu của nữ quân nhân giảm xuống mỗi người ba mẫu đất. Ba mẫu đất. Ba mẫu thì phụ nữ chúng tôi cũng không theo kịp đàn ông các cậu. Chuyện này tôi đương nhiên biết. Trung đội trưởng Ngô, nói thật là không phải tôi không chịu làm việc. Cậu nhìn tay tôi đã thành thế này rồi. Không phải tôi cũng ở ngoài đồng suốt sao? Nhưng đây đều là công việc nặng nhọc. Trước đây tôi cũng chưa từng làm nên làm không nổi. Con người chứ không phải con vật, mà không phân biệt nam nữ. Ý kiến của chị, tôi sẽ nói với chỉ đạo viên, giải quyết sớm nhất có thể. Chỉ sợ tôi không thể cầm cự được đến ngày đó.
Được, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết. Ngọc Hà, có chuyện gì vậy? Cô đừng nhắc nữa, chị Hồng Lựu. Thật tức quá đi, tôi đi uống nước. Đi đi. Đồng chí Khánh Vân. Đồng chí Khánh Vân. Khánh Vân, đến thăm 6 đồng chí ở trung đội tôi đi. Được, đi thôi. Bây giờ, có phải 6 đồng chí còn lại của trung đội tôi vẫn chưa khỏe không? Do trước đó làm lỡ thời gian điều trị, chỉ có thể tịnh dưỡng, không gấp được. Tôi hy vọng họ sẽ sớm khỏe lại. Anh buồn phiền về tiến độ khai hoang phải không? Đúng vậy. Thực ra tôi nghĩ, nếu muốn bắt kịp tiến độ của các trung đội khác, trước tiên phải tìm vấn đề từ nữ quân nhân. Câu này của cô là có ý gì? Tôi đã quan sát họ rất lâu rồi. Ngọc Hà vẫn ổn. Ít nhất cô ấy không muốn bị tụt lại phía sau, có tinh thần hăng hái tích cực. Nhưng còn Hồng Lựu, có lẽ do trước đây cô ấy là đào hát nên hình thành nhiều thói quen xấu có trong xã hội. Anh xem cô ấy đi, lười biếng, ngạo mạn, kiêu kỳ. Những đức tính này đều không thể chấp nhận được. Chút khó khăn này đã không chịu nổi thì làm cách mạng kiểu gì? Đồng chí Khánh Vân, tôi rất hiểu vấn đề của Hồng Lựu, nhưng đối mặt với đồng chí có khuyết điểm như vậy, chúng ta nên giúp đỡ và thấu hiểu nhiều hơn, chứ không phải làm mất niềm tin giữa các đồng chí. Đúng vậy, cho nên sau này xin cô đừng nói những lời như vậy nữa, tôi không muốn nghe. Được rồi, không nói nữa, chúng ta đi thăm các đồng chí bị bệnh đi. Tôi còn có việc, đi thăm sau đi. Để tôi đi với anh, không cần đâu. Hách Nhất Sinh, chỉ đạo viên, tổng hợp xong rồi sao? Trung đội 2 vẫn còn 5-6 bệnh binh, cho nên vẫn không theo kịp. Hai nữ quân nhân này vẫn là người xếp cuối cùng. Ngọc Hà tốt hơn một chút, nhưng Hồng Lựu cũng có tiến bộ. Hồng Lựu, chỉ đạo viên, đại đội trưởng, cậu đi trước đi. Bảng này vừa thống kê xong đúng không? Đúng. Anh nhìn xem, lần này còn chưa hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Không phải họ là nữ quân nhân sao? Đó chưa phải là vấn đề cốt yếu. Anh có nghe nói gần đây Hồng Lựu có biểu hiện gì ở chỗ khai hoang không? Có chuyện gì vậy? Có tiến bộ sao? Tiến bộ gì chứ? Có rất nhiều đồng chí phản ánh với tôi, lúc lao động thì khóc lóc nỉ non đã đành. Cô ấy còn luôn miệng hát mấy khúc kịch gì đó nữa, gây ảnh hưởng khá xấu. Anh Bùi, chuyện này chúng ta nên thông cảm. Dù sao trước đây Hồng Lựu cũng là đào hát kịch. Anh Châu này, anh đừng giống Ngô Phát nữa, được không? Hồng Lựu quá thiếu sự rèn luyện, mặt không lấm lem, người không đổ nhiều mồ hôi thì cô ấy tiến bộ kiểu gì? Đúng vậy, chuyện này trung đội trưởng Ngô Phát phải chịu trách nhiệm. Đúng vậy. Ngô Phát là người lính được anh dẫn dắt. Anh giúp tôi khuyên cậu ấy đi. Không cần vội, cứ từ từ thôi. Được rồi, từ từ thôi. Anh đi làm việc đi. Thỏ con. Có. Cậu đi tìm đồng chí Hồng Lựu, bảo cô ấy đến đại đội một chuyến. Bảo cô ấy đến gặp tôi. Rõ. Vào đi. Lại đây, đại đội trưởng. Anh tìm tôi. Lại đây, đồng chí Hồng Lựu. Ngồi đi. Có gì không? Ngồi đi.
Để tôi tự làm. Được rồi. Cô ngồi đi. Thật ra tôi tìm cô cũng không có chuyện gì. Tôi nghe nói gần đây cô phải lao động hơi nhiều. Mệt lắm đúng chứ? Đúng là hơi mệt. Hơi khó thích nghi. Phải. Rất nhiều đồng chí đều đang nói. Nói rằng anh nhìn đồng chí Hồng Lựu kia. Trước đây cô ấy chưa từng làm những công việc vất vả. Giờ thì sao? Vẫn rất kiên trì và càng ngày càng biết làm việc. Thật không dễ chút nào. Mặc dù so với đồng chí Nam vẫn còn khoảng cách, nhưng mà cô đã cố hết sức rồi, biểu hiện rất tốt. Còn nữa, lúc nãy tôi còn khen cô với chỉ đạo viên. Khen ngợi tôi sao? Không phải chứ. Thật mà. Chỉ đạo viên nói đồng chí Hồng Lựu là một nữ đồng chí kiên cường, không bao giờ chịu thua. Nhiệm vụ khai khẩn đất hoang này đối với các nam quân nhân mà nói cũng rất cực khổ. Sáng nay các chiến sĩ của tiểu đội 4 đã không nhấc quốc lên nổi nữa, nhưng còn cô vẫn rất kiên trì. Thật không dễ đâu, đại đội trưởng. Đừng khen tôi nữa. Không phải khen đâu, mà là tin tưởng. Tin tưởng sao? Đúng. Còn tôi, tôi tin là không nhìn nhầm người. Tin rằng đồng chí Hồng Lựu chắc chắn sẽ chiến đấu đến cùng. Hơn nữa, sẽ mang vinh dự về cho trung đội 2. Càng tin rằng cô sẽ cho các đồng chí Nam chúng tôi một bất ngờ. Hồng Lựu, đến lúc đó, bao gồm cả tôi và những chiến sĩ của toàn đại đội sẽ tự hào về cô. Đại đội trưởng, tôi hiểu rồi. Lúc trước tôi làm đào hát ở đoàn kịch chỉ là vì kế sinh nhai. Bây giờ đã đến đại đội rồi, tư tưởng và cả tính giác ngộ đều cần phải nâng cao tiến bộ, nhưng tôi vẫn chưa làm được. Anh không chỉ không trách tôi mà còn khuyến khích tôi. Anh yên tâm đi, từ nay về sau tôi sẽ cố gắng không phụ sự tin tưởng của anh. Tốt. Tốt lắm. Có câu nói này của cô, tôi yên tâm rồi. Vậy thì tôi. Đồng chí Hồng Lựu, lao động sản xuất đương nhiên là quan trọng, nhưng thân thể là vốn quý giá của cách mạng. Đừng để cơ thể bị suy nhược. Đi đi. Người phụ trách khai hoang, Hồng Lựu. Đồng chí Hồng Lựu, sao hôm nay Ngọc Hà không đến? Cô ấy đi phụ bếp rồi. Lao động sản xuất tất nhiên là quan trọng, nhưng thân thể là vốn quý giá của cách mạng. Đừng để cơ thể suy nhược. Đi đi. Chỉ đạo viên, bảng thống kê mới có rồi sao? Vâng, anh xem trước đi. Không cần, cậu cứ viết đi tôi xem được. Hách Nhất Sinh, cái này, anh nói đi. Kết quả của Hồng Lựu, cậu không nhầm chứ? Đúng thế.
Đồng chí Hồng Liệu đã hoàn thành nhiệm vụ trong ngày, hơn nữa đã bắt đầu bắt kịp tiến độ rồi. Hồng Liệu trung đội 2 hoàn thành nhiệm vụ, cô Hồng Liệu này thật bất ngờ đấy. Đúng vậy. Được rồi, cậu viết tiếp đi. Dạ vâng. Tốt lắm. Mà này chỉ đạo viên, chuyện anh vừa nói với tôi là thật sao? Tôi đã bao giờ nói đùa về chuyện này chưa? Vậy tôi nghĩ chúng ta nên tuyên dương Hồng Liệu, anh thấy phải không? Hồng Liệu bây giờ không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ trong ngày mà còn theo kịp tiến độ của toàn đại đội, rất tiến bộ. Tôi đồng ý. Đồng chí Hồng Liệu có thể có tiến bộ như vậy nên được khen ngợi tại đại hội của đại đội. Ngô Phát, sao cậu không nói gì? Cậu cũng nói đi. Rất tiến bộ. Nên tìm cơ hội tuyên dương chị ấy. Tìm cơ hội cái gì chứ? Tôi nghĩ bây giờ nên tuyên dương cô ấy. Được rồi, để tôi xem xét thêm. Ngô Phát, cậu nói gì thế? Xem xét thêm. Tôi đi đây. Cái cậu này, lúc trước ngày nào cũng kể khổ. Trông cô mệt đến thở không ra hơi. Chị sao thế? Chị không mệt sao? Tôi không mệt. Không ổn rồi, mau mở cửa đi, tôi mệt quá rồi. Mệt quá. Xem cô kia, có đến nỗi thế không? Chị không mệt sao? Sao tôi không mệt được chứ? Nhưng tinh thần tôi không mệt. Thật là lạ thật đấy. Có gì lạ vậy? Bây giờ mỗi ngày chị đều làm rất nhiều việc, sao chị không mệt? Tôi không phải là con vật, đương nhiên là biết mệt. Có điều tôi có chỗ dựa tinh thần. Chỗ dựa tinh thần gì? Cô chỉ là con nít, những chuyện không hiểu không được hỏi nhiều, nghe chưa? Tôi phải đi chuẩn bị đồ cho ngày mai. Có phải chị ấy bị bệnh không? Hồng Liệu, cô làm gì vậy? Chờ anh. Chờ tôi sao? Có chuyện gì? Cho anh cái này. Sao cô lại tặng tôi? Cảm ơn anh. Cảm ơn tôi sao? Cô cảm ơn tôi cái gì vậy? Tôi cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Cô đang đùa sao? Tôi làm đại đội trưởng mà, tôi còn thấy làm chưa đủ nữa đó. Anh đừng tự lảng tránh nữa. Tôi biết hết rồi. Tôi biết rồi. Cô nhắc đến chuyện tôi khen cô phải không? Để tôi nói cho cô biết, là vì cô làm tốt nên tôi mới khen ngợi cô, biết không? Tôi không nói về chuyện đó. Nhưng trong lòng tôi biết. Anh yên tâm, tôi sẽ không cản trở đại đội đâu, thật đấy. Anh cũng đừng vì tôi mà để bản thân mệt mỏi. Vì cô mà để bản thân vất vả. Cái gì chứ? Người phụ trách, Hồng Liệu.
Đại đội trưởng, sao anh dậy sớm thế? Cậu giỏi thật đấy. Đại đội trưởng, tôi cũng vì tiến độ của toàn đại đội. Vì tiến độ của toàn đại đội sao? Thảo nào tôi thấy tiến độ lao động của Hồng Lựu sao lại tiến bộ nhanh như vậy. Hóa ra là do cậu giở trò. Đại đội trưởng, tôi là đàn ông, cực khổ thế nào cũng chịu được. Cô ấy là phụ nữ, lại có xuất thân như vậy. Tôi là trung đội trưởng, tất nhiên là nên giúp cô ấy rồi. Cậu bớt bịa chuyện đi. Đại đội trưởng, hơn nữa tôi cũng vì danh dự của trung đội 2 mà. Đừng bịa chuyện nữa. Tôi không ngờ là cậu có suy nghĩ như vậy. Cậu đấy, có phải cậu thích Hồng Lựu nhà người ta không? Đại đội trưởng, câm mồm. Tôi nói cho cậu biết nhé, Ngô Phát. Nếu cậu thích người ta, thì cứ nói thẳng. Biết chưa? Cậu nghĩ cậu giúp người ta, nhưng đúng ra là đang hại cô ấy. Nếu các chiến sĩ biết, người ta sẽ nghĩ sao về cô ấy? Đại đội trưởng, tôi thực sự không có ý đó. Bớt nói nhảm đi. Biết nhau bao nhiêu năm, tôi không ngờ là cậu có suy nghĩ như vậy. Cậu làm tôi bực thật đấy. Đại đội trưởng, đừng giận, tôi sai rồi. Ngô Phát, nếu giúp người ta, cũng không thể giúp như vậy được. Nếu thích người ta, thì nói thẳng với người ta. Cậu có thể mạnh mẽ như lúc trên chiến trường được không? Tên tiểu tử nhà cậu. Đại đội trưởng, được rồi thôi đi. Về đi. Tôi tìm Hồng Lựu nói chuyện. Này, đại đội trưởng, anh đừng. Anh nhất định phải giữ bí mật cho tôi. Đại đội trưởng, tôi không muốn cô ấy biết. Cậu đấy Ngô Phát, cậu ngốc quá. Được rồi. Về thôi. Đồ ngốc. Sao giờ chị mới dậy? Sắp đến giờ ăn rồi. Đau bụng. Sao vậy? Đau bụng sao? Vậy có bất tiện không? Hay hôm nay chị đừng đi làm nữa, lát nữa tôi sẽ mang cơm về cho chị. Không được. Tôi phải đi. Vậy làm sao được? Tôi không thể phụ tâm ý của người ta. Tâm ý? Tâm ý của ai vậy? Tôi không thể kéo toàn đại đội tụt lại phía sau. Vậy làm sao đây? Không sao. Tôi nghỉ một lát là được rồi. Lát nữa hai chúng ta cùng đi ăn cơm. Lấy giúp tôi cốc nước với. Cảm ơn. Được rồi, đợi tôi một lát. Người phụ trách, Hồng Lựu. Khánh Vân. Sao lại là cô? Ngọc Hà và Hồng Lựu đâu? Hôm nay Hồng Lựu thấy không khỏe. Ngọc Hà đưa cô ấy về nghỉ ngơi rồi. Vậy chỗ này đều là cô làm sao? Không sao, không mệt lắm. Để tôi làm cho, cô nghỉ đi. Đưa cho tôi. Cô qua đó nghỉ ngơi một chút đi. Đi đi. Ngô Pháp này. Sao thế? Các đồng chí, mau lại đây, chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng không? Không nhẹ đâu. Đại đội trưởng, nhanh lên. Mau nghĩ cách đi, phải đó. Tiểu đội trưởng đội 4. Có. Bên kia làm gì vậy? La lối cái gì đấy? Tôi không biết.
Đại đội trưởng, sao vậy? Đại đội trưởng ơi, không ổn rồi. Có chuyện gì? Từ từ nói. Báo cáo đại đội trưởng, trưởng ban Lê bị bọ cạp chích. Cầm lấy. Cô nằm đây đi, tôi đi tìm bác sĩ Liễu. Ngô Phát, anh đừng đi. Sao vậy? Tôi sợ ở một mình. Đã trưởng thành rồi, có gì mà sợ. Chỉ là tôi không muốn anh đi. Không được, nếu độc tố trên tay lan ra thì sao? Cô yên tâm, tôi tìm được bác sĩ Liễu, tôi sẽ đến đây với cô. Vậy anh mau quay lại đó. Cô yên tâm đi.